Các bạn đến với kênh của mình. Hôm nay kênh Đồng Tháp quê tôi chia sẻ với các bạn cá lóc làm gỏi khô, cá lóc làm gỏi dưa leo, cà chua với bắp cải nha các bạn. Mình ở đây mình có dưa leo, cà chua với bắp cải, mình còn thiếu rau găm nữa, chút mình lấy rau găm. Rồi dưới đây là hai con cá lóc mình đã hấp chín rồi nha các bạn. Bây giờ mình để trộn gỏi cái phần khô cá lóc này thì giờ mình đi bào nhuyễn cái phần dưa leo, cà chua với bắp cải của mình. Mình đi bào ra, bào mỏng dưa leo ra. Sau khi mình bào nhuyễn cái hỗn hợp cà chua, dưa leo với bắp cải của mình hết thì trước khi mình trộn khô để cho cái hỗn hợp của mình nó bớt nước thì các bạn cho vào chút nước mắm. Mình xịt đều vào nước mắm ngon nha các bạn. Rồi mình bóp cho cái phần này nó ra nước bớt, rồi mình vắt bỏ nước rồi mình mới trộn gỏi. Mình sử dụng nước mắm đây tại vì mình trộn gỏi khô là cái phần khô của mình nó cũng có độ mặn rồi, nên mình trộn nước mắm cho nó bớt cái độ mặn. Rồi bây giờ mình đi bóp cho nó ra bớt phần nước, rồi mình bỏ phần nước nha các bạn. Sau khi mình trộn cái hỗn hợp này với nước mắm đều, mình để khoảng 5 phút thì cái phần nước nó ra rất là nhiều nè các bạn. Đó, mình sẽ vắt bỏ bớt cái phần nước này, rồi mình mới lấy cái này là mình trộn gỏi. Nước hết sức nước nè các bạn thấy không? Mình vắt mình bỏ phần nước gỏi bổi nó ra. Rồi sau khi mình vắt mình bỏ hết cái phần nước rồi, mình lượt mình cho cái phần tắc vào nha các bạn. Do trong cái phần gỏi của mình có cà chua nên mình sử dụng là 4 trái tắc thôi. Rồi mình cho tắc xong rồi mình cho vào khoảng 2-3 muỗng đường. Cái muỗng mình là cái muỗng cà phê nha các bạn. Giờ mình cho vào khoảng 1 muỗng cà phê muối ớt nha các bạn. Mình cho thêm chút xíu nữa. Rồi mình trộn đều cái hỗn hợp lại. Rồi mình nêm thử. Mình cho cái độ nó hơi có vị chua, độ hơi ngọt ngọt mà lạc mặn chút bị mình còn khô nữa nha các bạn. Rồi cái độ chua, cái độ ngọt của cái thau gỏi của mình nó vừa rồi. Bây giờ mình cắt cái phần khô này mình bỏ vô. Rồi mình cho rau găm vô nữa là hoàn thành cái phần gỏi của mình. Bây giờ mình cắt cái phần khô. Mình dùng kéo mình cắt nha các bạn. Khô này là khô cá lóc của mình làm nhà. Bữa hổm mình làm trời nắng mình làm rất là nhiều khô. Mình để dành mình ăn dần. Mình trộn gỏi cũng được ha, mình chiên, mình nướng thì mình ăn cơm rất là ngon. Lâu lâu mình đổi khẩu vị mình ăn rất là ngon. Còn ngày thường mình ăn thịt cá huyết mình cũng ngán các bạn. Mình lâu lâu mình ăn khô mình thay đổi khẩu vị.
Những ngày mưa gió mà các bạn ăn cơm nóng mà với khô nướng, khô hấp rồi cũng rất là ngon. Hôm trước mình làm khô, mình có chia sẻ cho các bạn cách làm khô. Khô mình nó rất vừa ăn mà nó không có bị tanh nữa. Rồi, mình trộn đều cái phần khô của mình cho nó đều với phần gỏi của mình, rồi mình cho cái phần rau găm xong là mình có thể đơm ra dĩa được rồi đó các bạn. Để mình lấy rau găm, cho rau găm vô nữa là mình đã hoàn thành cái dĩa gỏi của mình. Là dĩa khô cá lóc trộn gỏi của mình các bạn, mình đã làm xong cái dĩa khô cá lóc trộn gỏi rồi nha các bạn. Rồi, mình tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thích xem video của mình thì hãy nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất của mình. Mình chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video sau. Chào các bạn.